Hương Giang nay lại quay trở lại giới thiệu cho các bác cái nhà em bán thì rất nhiều các sản phẩm nhá, đồ điện rồi điện dân dụng rồi điện máy các kiểu luôn, hàng nào nhà em cũng có hết nha. Nhưng hôm nay em đã tìm được cái một mặt cái mặt hàng em mới test thử, em mới lấy về để phục vụ chị em chúng mình đây, không chị em nhà bếp nha, hoặc là các anh bếp nha. Đấy, nhìn thì rất là đơn giản nhưng mà rất là bé nhỏ nhưng mà công dụng thì rất là lớn luôn. Đấy, đấy các bạn có biết đây là cái gì không? Đây là cái dụng cụ tỉa hoa. Đấy, nếu mà các bác bếp chuyên nghiệp thì nhìn cái thì biết, nhưng nhiều chị em chúng mình không nhìn thì không biết nó là cái gì cả. Đấy, đấy. Cái này nó dùng để tỉa hoa cà rốt, hoa dưa chuột các thứ, để cho thứ nhất là nếu các anh trong bếp thì tiết kiệm thời gian này để tỉa hoa này. Còn chị em chúng mình thì không không phải là phải khó khăn trong cái công việc là tạo hoa để bày những cái món ăn này để nó thêm phần sinh động này. Đấy, hôm nay em sẽ giới thiệu cho các chị em cái dòng tỉa hoa nhà em nhé. Đây, rất là nhỏ gọn, đơn giản, dễ sử dụng, dễ rửa. Đấy, đây. Nguyên liệu các bác mua về thì chỉ là cà rốt hoặc dưa chuột, đấy là tùy từng nhu cầu của các bác nhé. Các bác thích dòng hoa nào thì các bác mua nguyên liệu đấy, nhưng chủ yếu là cà rốt và dưa chuột. Nhưng mà cà rốt thì dùng nhiều vì cà rốt màu của nó rất là đẹp mà nó cứng, bày hoa nên rất là đẹp nhá. Đấy, đây. Đây các bác mua cà rốt về thì các bác chỉ cần cạo sạch vỏ đấy và mình đặt ở đây, mình đặt ở đây đấy. Mình quay đi thôi, quay rất là nhẹ nhàng đơn giản. Đấy, quay rất nhẹ nhàng luôn. Đây, mình đã quay ra được bông hoa cà rốt này. Đấy, cái này thì nó đây, nó nhiều cánh, bạn thích bông to thì cho hoa to, thích bông bé thì cho hoa bé. Đây, hoa cà rốt này mình nhá. Đấy, các bạn tỉa xong thì các bác mình thả vào một cái bát nước nhá, thì để sẽ tạo ra được cái độ nó cứng hơn, đây đẹp hơn nhá. Đấy, rất đơn giản nhá. Đấy, các bác có thêm bông hoa này bày vào trong cái món ăn, cái đĩa món ăn của mình rất là dễ, rất là ngon lành luôn nhá. Đấy, đấy các bác nhìn này, không khó khăn trong việc bày trí món ăn nhá, rất là đẹp. Các bác nhìn này. Đấy, đẹp chưa, đơn giản chưa, quá đơn giản, quá dễ làm luôn, trẻ con làm được luôn. Đấy, bây giờ mà có một cái đĩa thịt gà đấy, bày thêm hai bông hoa này vào nhìn nó hấp dẫn. Đấy, đấy. Mà khi cắt thịt gà thì các bác hãy dùng cái con, nhớ đấy con kéo này nhà em nha. Hàng nhà em là hàng Kabushi luôn. Đấy, cắt thịt gà, thịt ngan, cắt loại gì cũng được luôn, rất tiện dụng luôn. Đấy, em phục vụ chị em đầu bếp nhà mình nha. Bộ em đây, bộ đôi kéo nhà bếp nhà em nhá, tất cả là hàng ly lốc cao cấp, hàng của Nhật luôn. Đấy, đấy các bác xem nhá, hàng của Nhật luôn. Đấy, em bán 250.000 một bộ này nha, chưa bao ship nha. Các bác lấy 5 sản phẩm nhà em thì em sẽ miễn ship cho các bác nha. Đấy, đấy. Đấy. Cái này để cắt thịt gà, cắt nem cái thứ này mà bày thêm hoa và thì rất là đẹp, rất là tuyệt vời nha. Còn cái dòng tỉa hoa này nhà em thì em bán là 40.000 một cái nhá. Các bác lấy 10 cái thì miễn phí ship nha. 10 cái thì em miễn phí ship, em giao hàng tận nơi luôn. Đấy, các bác có nhu cầu thì cứ liên hệ với em nha. Đấy, nhìn rất là đơn giản nha, nhưng mà lại bé nhưng mà lại có võ nha. Đấy, đấy, nếu các bác có nhu cầu thì cứ liên hệ với em nha. Đấy, qua Zalo, Facebook, số điện thoại trên màn hình nha. Em chuyên bán sỉ và lẻ nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nha.